chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn. Mình có đi mua con vịt nè, mấy anh em mình vô đồng nặng bằng con vịt này để mấy anh em mình tẩm bổ nha. Rồi giờ theo chân mấy anh em mình đi vô trong đồng vậy. Anh em mình toàn là chơi phong thủy không ạ? Bây giờ mình về chỗ đặng mình hành quyết là gì? Hành quyết nó đi đặng cho mấy vịt này nguy hiểm quá. Rồi, lên được. Anh em lên được. Đặng đây cũng thèm dữ lắm rồi nè. Bữa nay anh làm cái clip mà vịt nấu chao cho mấy các bạn đồ thưởng thức luôn nha. Thằng ơi cha là cha. Gì bày xuống. Bày xuống bắt nó đi. Bày xuống chặn đầu nó đi. Bày luôn. Bọc đầu, leo lên. Má cha này cầm vịt có con sâu nữa trời. Trời ơi, mấy cha. Nhanh lên. Cha cầm cuốn sông nữa. Nó ghim vô kìa. Chớp. Nó lặn nóng tiêu rồi. Ở lặn nó mất tiêu nữa rồi. Gì? Lỗi rồi cả. Dính nè bạn ơi. Vậy rồi chắc đâu kiếm cầm đi, không kiếm cầm. Dở mà đi chở luôn em. Nó dịch thì nó không có thoát khỏi đâu con ơi. Đúng là mất. Rồi mời bạn theo chân mấy anh em mình đi làm thật nha bạn. Dịch nước làm đi chở luôn chứ. A few moments later. Rồi thôi giờ mình mần con vịt xong rồi nha các bạn. Giờ chuẩn bị anh em mình vô xẻ nó ra làm thịt đó nha. Trong thời gian mà làm này nhớ lại có một cái thùng nó dục con vịt xuống dưới mương á. Cố ý à? Không cố ý. Chạy giò nè ba. Nghe hả? Bây giờ mấy anh em mình chặt vịt đem đi ướp nha bạn. Mấy anh em mình sẽ làm món vịt nấu chao nha bạn. Ăn sải rồi đi ha. Mặn vịt đẹp dữ ta. Nè, ai làm à? Vô ngay tay đầu bếp luôn rồi. Ngay tay nữa. Không có một cái con đầu nữa. Làm trước cái đầu đây. Làm trước đây chạy. Từ lỗ là làm tới. Nó nhậm nhà nó nghĩ rồi chặt cái này cắt công đức luôn. Đấy rồi thằng gỗ làm luôn đi được không? Lắc đầu ghê ta. Nè, cho cái đùi làm miếng cái trước kia rồi nhúc rồi ấy. từ đi chạy đó mà nãy mà nghĩ mà bắt không được dịch đó sao chạy. Thì đi về luôn chứ anh, sao? Anh nhắn nước em ở dưới anh chôn em không, luôn. Không, nhắn nước đâu. Nếu anh tính như nào anh làm vậy chứ anh mà, biết luôn em múc cái gì. Bắt mà không được một cái thì thôi đi ha. Trời, nghĩ sao? Dịch đi vậy mà nã lòng nào té gớt dịch chứ dưới vườn được hay lửa, đường nào đẹp đẹp đi không lựa. Nó đi cái đường nó mới chịu. Vậy chứ đi vô trong đó rồi. Uống dịch gì?
đó điền nào chỗ không, nào bán vịt không ai cầm được chân á, phải giao qua xem thì là chặt xong rồi, giờ chuẩn bị anh em mình ốp nha các bạn. Mình để miếng xả vô đây trước. Rồi. Rồi em trở lại hả? Rồi em tới em trở lại đi, anh giờ. Lâu anh giờ anh làm lâu lâu cho em trình diễn bữa hả? Trình diễn đi. Giờ anh đặt cái nồi này lên. Ăn được hay không mới quan trọng nữa anh chồng. Đó, lên gió quá gió đó. Đó giờ kêu cái khui trâu mà cũng như đầu bếp chuyên nghiệp vậy ta. Để đây mình làm cho nó nóng lắm. Tại mà không cho anh cơ hội trình diễn nữa, chứ anh trình diễn cũng đâu có thua gì đâu biết nước ngoài đâu. Thôi rồi nha. Bữa nay anh ăn thử đi rồi nữa kêu em nấu cho rồi nữa. Thì không nha. Nè nè, cái này là anh biết cái chiêu này là em bắt chước của ai không? Chiêu của ai hả? Anh nhớ của các bà ai gặp hôm bữa không? Thấy không? Thấy không? À, là sắp đỏ luôn. Anh cố gắng dùng muỗng, mấy cái thứ này anh cứ ăn gì là anh nhắm nhắm vậy thôi. Đó. Anh cứ chỉ cứ đều cũng vậy nè. Miếng nữa đi anh, miếng nữa đi, miếng nữa đi. Miếng nữa nè, miếng nữa. Ngươi sao mà nó đổ ra ngoài hết trơn nha. Vô. Mình cho cà no luôn ha. Có muối chưa? Muối chưa, muối anh đã cho em nửa hũ đi. Rồi xem em trời ơi trời ơi, anh cứ việc nghe lại em. Ừ, anh vừa làm gì vậy? Cắt khoai chuẩn bị sắt một bữa nha. Tất mà cũng lén nó ba trình diễn là đưa ra ngoài khỏi cái nồi trình diễn rồi chạy ngại ngùng chứ không biết nữa. Anh à, để cho anh trình diễn thôi chứ anh khoai cái đâu mà trình diễn. Em làm anh cứ việc là anh ăn rồi anh khỏi cái góp ý nha. Rồi anh chuyện nước nhiêu là em không có làm nữa, lần này học hỏi nha. Trộn cho đều lên nè, thấy không? Tôi rồi mình mời tất cả các bạn này cùng dùng chung với mình luôn nha. Cái này là mình cho được, cho mình thử sơn lại cái ha, cho nó săn cái thịt ha. Chưa cho nó dạng đó ha. Nó dạng cái này cái đi. Đó dạng thơm. Bữa nay há lên nha. Bữa nay em với vào mập chỗ tài cái này cái ăn được tới chỉ một bữa. Ừ. Hồi nãy nhắm chút nó không có con vịt ăn luôn rồi. Vịt vừa bắt thì bắt không được chứ vậy lấy ra mình thịt vô em luôn quá. Ăn nhớ bạn. Để vô không? Này anh ra tay đi, anh ra tay luôn. Ra tay rồi gần ra tay chơi dễ. Rồi ta theo luôn. Miếng chao nữa nè. Miếng chao vô. Đó. Đây. Đó, đây. Đó, đây. Đó, các bạn thấy chưa? Ồ, cái nồi mình ác chiến luôn nha các bạn. Các bạn thấy không? Đó, vừa chao nè, vừa xả nè, nó thơm. Ớt rồi nữa. Ủa, ông ơi biết ăn vịt nào không hông? Cục cục dưới đầu ngủ đến mức đó nha. Làm được mấy đó là làm được được không nha. Hổm nghe anh nghe em nói là em không ăn cái này nha. Không được là em nói anh cho anh hay liền. Đâu hổm nghe nói anh không ăn thịt vịt mà ai nói anh như là ăn hùng đó tào lâu vậy trời nằm mơ hay diễn ba vịt chưa anh ăn thịt cũng được, anh ăn xương không à chứ không ăn thịt được. Đây để anh nha, là giá luôn là có giá luôn á. Đó nước chao nha các bạn. Đó quá im luôn. Dưới người ta. Dạ, thấy không? Đã nói thấy. Rồi, giờ nước sôi nha các bạn. Giờ mình đổ khoai môn vô nha. Đó. Bạn thấy cái nồi của mình không?
thịt hết biết thịt luôn, quá hấp dẫn rồi, quá hấp dẫn, quá quá im luôn nè. Quan trọng là anh biết quan trọng cái nồi này là cái người làm cái công đoạn nào không? Công đoạn đi bắt vịt á, ơ tàu lâu à, ướp á bà ơi, cái công vợ mà vuột xuống dưới kinh á rồi đi bắt lên á. Đúng rồi, bà nãy mà mất vụn luôn cái giờ này chắc có nồi này ha. Ê, em nấu em bỏ em vô em nấu nồi thịt thùng thịt thùng rồi bây giờ mình đẹp chưa, thịt cũng cũng được rồi, thịt chín rồi, giờ mình bỏ qua vô bỏ ba cái khoai môn này vô được rồi, mới bỏ phai mình đầu quất cục quất chân ngứa chết luôn rồi. À, à, thấy cái nồi không? Trời ơi im quá, mày tim gan phèo phổi rồi luôn, lá lách rồi nó nè, chân cẳng rồi, đầy đủ anh, ra anh nhìn tim gan phèo phổi gì rồi chứ anh đâu có biết ăn mấy thứ đó đâu, anh nhìn làm gì tim gan anh ăn được đâu. Rồi thôi giờ vịt nấu chao mình cũng chín rồi nha các bạn, bây giờ mình anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng ăn chung với anh em của mình luôn nha. Bỏ gạo vô, bỏ gạo vô, bỏ gạo vô, giờ đút anh em mình chia đút thịt nhau ha, à, nghe, cho anh em ngực chắc bút đây, bỏ gạo vô, cái này là gì ta? Cái này là đâu cần? Quên luôn, quên cái mà tên gạo luôn á. Giờ đó cũng nói quên tên gao luôn. Quá đói. Nhắc gì nhỏ chứ ba. Mày mày tất cả các bạn. Quá em luôn bạn. Im mi rửa cha làm đi. Thôi, mình cũng mời các bạn luôn ha. Mời các bạn. Đó. Bữa nay có bọc. Thấy rau, thấy rau, thấy rau được không? Bếp ngon á. Bếp ngon, 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 ngon. Đợi mấy em mình cũng đói quá trời đói luôn. Đợi bà đầu bếp thôi. Mà chạy là chỉ về cái chiều mất thì thổi lần đi nếm vô đi. Nghe đông vô chỉnh, đông vô chỉnh. Nói gì mà làm thêm chén nữa các bạn. Làm thêm chén nữa. Múc được miếng da nữa không? Đúng. Rồi tất cả các bạn nữa nha. Dạ. Miếng nữa thêm chén thứ hai nha các bạn. Ở qua đó làm thêm chút xíu. Anh làm biết khoai của béo không? Đó. Anh thích biết em thích ăn khoai rồi cho nên em cứ làm tự nhiên về khoai đi. Còn mấy thịt này để anh. Mấy lắm, tí máu. Mở bạn nha. Ngon quá. Ngon quá, ngon căng nhật lịch đó chạy. Có gì nói nè. Biết đâu là người ta biết, người ta chỉnh sửa rồi. Còn anh nớp cực cỏ cho anh cái đùi nên không? Đừng quá. Để tao thấy rồi, tốn ngẩn với người các bạn thấy không? Mình thấy ngồi không? Quá trời thật luôn các bạn. Quá trời quá hết luôn à. Đây, đó không ăn gạo rồi thôi hết chút chơi đùi đó vậy chơi đùi bỏ đây. Miếng gạo thôi bỏ thấy sao, thấy sao tự ba lạ ngon quá luôn hả, còn ngon muốn mà trời ơi trời ơi làm miếng không muốn đi đói bụng hả bà, để tranh thủ làm chứ mệt mệt hết mà luôn đi. Hai bên luôn, giờ cắn luôn, thấy mắt thèm em luôn á. Lâu lâu cái đã luôn. Tổng giờ anh thèm lắm. Thơm quá rồi, thơm, ngon. Làm bụi ba nữa hả bạn?
quá im luôn nha các bạn. Làm miếng rau 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 mỏng chơi vậy nè trời, con nào nó dài làm cái đùi nữa bạn. Vậy vô quá, chỗ này sao rồi cắt vậy. Đó. Hồi nãy em cắt một con vịt cho ông giàu nha. Không có biết ăn không câu. Con vịt cái đó, cái đuôi nè, còn cái đầu nó là nguyên con được rồi. Hai đầu của anh em mình luôn rồi. Cảm ơn bạn rồi, cảm ơn bạn rồi, con vịt. Cái là nó bấu đưa ra hay thật đức. Cho nguyên con, cái này của mình. Đem ra thôi, cái am rồi hả. Cho đỉnh chén nữa rồi. Quá im rồi, quá im rồi. Nó cay nữa chứ. Này cũng nãy cắt mấy chớ mà cay dữ à. Em thêm đổ nó đi. Cho lòi bắn họng ra luôn. Biết đâu nhà dạ khá tin lắm, kêu cho. Mới cái cúng nhìn hết hầm, mùa này em đói dữ lắm, đói luôn rồi. Em quá vậy luôn, ăn quá trời ăn luôn rồi. Thôi anh em mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Thì nếu mà có yêu thích anh em mình thì cho anh em mình một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Chào các bạn. Chào các bạn.